Phẫu thuật RC1 test 6. Câu 147 đến câu 148, bạn nói về một cái product description, một cái mô tả sản phẩm nha em. Câu 147, what type of products, cái loại sản phẩm nào thì đang được describe, đang được miêu tả, đang được mô tả. Đáp án trước như em, câu A, a piece of luggage, một cái mẫu hành lý. Câu B, mattress, cái gì đó mình không biết mình đã đó nha. Câu C, một cái bộ ra trải giường. Câu D, một cái accessory là phụ kiện đi lại. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò từ đầu nha em nha. Đây có từ product nè, sản phẩm mới, sleep, ngủ một cách thoải mái, on the go, cùng với một cái pillow là cái gối nè em, neck là cái cổ, cái gối kê cổ đó, cái hiệu mini nap. Vậy sản phẩm ở đây là gì vậy em? Sản phẩm ở đây là neck pillow, cái gối cổ phải không nào? Vậy thì em xem đáp án là câu nào. Câu A có đúng không? Mẫu hành lý là sai rồi nè. Câu B, mattress, không biết để đó nha. Câu C, ra trải giường là sai, nó đang nói về cái gối kê cổ thôi mà. Câu D, một cái phụ kiện đi lại, đúng không em? À, chính xác rồi phải không nào? Tại vì thường thường á, chúng ta sử dụng cái gối cổ trong lúc mà chúng ta đi xe hơi hay là đi máy bay hay là đi tàu lửa gì đó phải không? Vậy đáp án chính xác là câu D ha. Câu 148, what is mentioned, điều gì được đề cập về cái the products, cái sản phẩm, vậy từ khóa là từ nào vậy em? The products ha. Nhưng đây là một cái từ khóa rất là chung chung. Nếu chúng ta dò theo từ này thì rất là lâu, bởi vì cả bài này nè em đều nói về new products hết phải không nào? Vậy chúng ta sẽ dò từng đáp án nó nhanh hơn nghe em. Câu A trước nha. It can be disposed, nó có thể được vứt bỏ sau khi sử dụng, vậy từ khóa là từ nào? Dispose và after use. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò thử xem có chỗ nào nói về dispose và after use hay không nha. Vô chấm thứ nhất có không em? À không có. Vô chấm thứ hai cũng không có. Vô chấm thứ ba cũng không có phải không nào? Vô chấm thứ tư không có luôn. Vô chấm thứ năm, à nó có cái từ gì em? Remove. Removable. Remove là loại bỏ hay là tháo ra, bỏ ra đó. Nó cũng khá là giống nghĩa với từ dispose, cho nên mình đọc thử câu này nha. Include, bao gồm, đính kèm thêm. Cái cover là cái bao gối đó em. Có thể tháo ra, có thể bỏ ra để mà giặt. Ok, vậy nó có nói gì đến việc là vứt bỏ cái sản phẩm sau khi sử dụng không em? Không. À, nó nói là nó tặng thêm cái bao gói, có thể lấy ra, tháo ra để mà giặt thôi ha. Không có nói đến chuyện vứt bỏ sau khi sử dụng. Rồi câu B đi em. Nó thì có sẵn để bán ở trong nhiều cái màu sắc khác nhau. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, colors phải không nào? Mình dò đi em. Xem colors ở đâu? À, colors ở dòng cuối nè phải không em? Có black, có grey, có red nè. Em xem nè, cái sản phẩm thì có màu đen, màu xám, màu đỏ. Vậy câu B đúng không? À, câu B chính xác rồi. Được không nào? Không cần phải dò câu C và câu D nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Rồi đây là một cái mô tả sản phẩm mới phải không nào? New product, sản phẩm mới. Sleep, ngủ, comfortably, một cách thoải mái. On the go, mình có cái cụm on the go có nghĩa là busy, bận rộn đây. Bận rộn ha, on the go, bận rộn. Ngủ một cách thoải mái khi mà bận rộn cùng với cái pillow là cái gối đây, pillow, cái gối ha. Neck là cái cổ đây. À, cái gối kê cổ, cái gối hỗ trợ cổ, nâng đỡ cổ đó, hiệu mini nap, được không nào? Rồi inflate có nghĩa là bơm phồng nó lên, làm phồng nó lên, thổi phồng lên ha. Bơm phồng. Còn deflate là trái nghĩa của inflate, có nghĩa là làm xẹp xuống hay là tháo hơi em ha. Làm xẹp hoặc là tháo hơi. Cô dịch lại nha. Bơm phồng, thổi phồng và làm xẹp, tháo hơi chỉ trong vài giây, seconds là giây đó em. Rồi tiếp nào. Lightweight có nghĩa là nhẹ ha. Lightweight là nhẹ. Take up có nghĩa là chiếm hay là choáng chỗ đó, chiếm hay là choáng chỗ đó. Ok, nó nhẹ và choáng và chiếm một cái không gian rất là nhỏ, minimal, rất là nhỏ ở trong cái baggage, trong cái túi sách. Offers nó cung cấp cái sự hỗ trợ nâng đỡ cho cổ nè, và cái sự thoải mái trong suốt cái flights là chuyến bay đó em. Chuyến bay ha, flights, chuyến bay từ này rất là hay gặp. Train rides là cái chuyến đi tàu lửa nè, và bus trip và đi xe buýt, được không nào? Made of làm bằng microfiber, có nghĩa là vi sợi tổng hợp đó em. Vi sợi tổng hợp ha. Micro là nhỏ đó, ok, fiber là sợi đó em. Mình có từ durable có nghĩa là bền ha, bền. Được làm từ các những cái vi sợi tổng hợp rất là bền, được không nào? Rồi include, bao gồm hay là đính kèm hay là tặng kèm. Cover là cái bao gối đó em, có thể được tháo ra để mà giặt ha. Rồi nó được bán ở các màu như là black, màu đen, grey là màu xám và red là màu đỏ. Câu 147 mình có từ mattress ở câu B, có nghĩa là cái nệm hay là cái đệm đó em. Nệm hoặc là đệm ha, mattress. Rồi câu C mình có từ bed sheets, có nghĩa là ra trải giường nha, ra trải giường ha, tắm trải giường hay là ra trải giường á. Ok, rồi cô chị mình có từ accessory rất là hay gặp luôn em, có nghĩa là phụ kiện ha, phụ kiện, accessory, phụ kiện. Vậy cô đi có nghĩa là cái phụ kiện để mà đi lại ha. Có 148 mình có từ dispose,
Ok, nguyên thể của nó là bỏ chữ D đi, dispose thôi ha, dispose có nghĩa là vứt bỏ nha, dispose là vứt bỏ ha. Vậy câu ai có nghĩa là nó có thể được vứt bỏ sau khi sử dụng được không nào? Bài tiếp theo từ câu 149 đến câu 151. Bài này nói về những cái instruction là sự hướng dẫn nha em. Câu 149, according to, theo như những cái sự hướng dẫn đó, thì cái thông tin nào mà một cái hộp phải có ở trên nó, có nghĩa là trên cái hộp đó em thì phải có cái thông tin gì á ha. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Box, on the box form nào. Lát nữa chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về trên cái hộp nha. Đáp án trước đi em, câu A. Number, cái số invoice là số hóa đơn nha. Câu B, địa chỉ giao hàng ha. Câu C, cái cân nặng được tính theo pound. Câu D, cái ngày giao hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào có hộp, có box ở trên cái box vậy em. Dòng này có không? Không có. Dấu chấm thứ nhất. À có boxes nè em. Những cái hộp thì không nên nặng hơn 20 pounds. Đâu có nói gì đến trên cái hộp đâu. Dấu chấm thứ hai có không em? À có box. Nhưng mà nó nói gì về em? Sử dụng băng keo để mà seal, chắc là dán thôi. Băng keo thì phải dán ha, dán kín tất cả những cái rìa mép của cái hộp, không có liên quan luôn. Dấu chấm thứ ba có box không em? Ok có nè em. Ồ mà có on nữa nè, on trên mỗi cái hộp. Và dịch câu này nhanh nha. À, put a sticker, hãy đặt lên một cái miếng dán mà nó indicates, nó chỉ ra cái đồ đạc của cái bưu kiện và cái địa chỉ giao hàng. Ok, vậy trên mỗi cái hộp thì có địa chỉ giao hàng. Vậy đáp án là câu nào em? À, câu B liền ha. Ok. Câu 150, what must warehouse employees, nhân viên nhà kho thì phải làm gì? Vậy từ khóa là từ gì vậy em? Warehouse employees form nào? Đáp án trước nha, câu A. Send, gửi cái replacement là những cái món đồ, những cái mặt hàng thay thế cho những cái items, những cái mặt hàng nó bị damage, nó bị làm hư hại, bị làm hỏng. Câu B, remove, loại bỏ, xóa bỏ những cái stickers khỏi cái việc đóng gói. Câu C, gather, thu thập một số các phản hồi từ khách hàng. Câu D, inform, thông báo cho khách hàng về cái ngày có khả năng đến. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem từ khóa ở vị trí nào nha em. À có phải là dòng đầu tiên luôn, phải hôm nào có từ gì đem? Warehouse. Nó không có từ employee nhưng có từ gì vậy em? Worker. Cũng đồng nghĩa với từ employee luôn phải không em? Đây nè, warehouse worker sẽ bằng nghĩa với từ warehouse employee, đều là nhân viên nhà kho hết ha. Cùng dịch câu này nha em nha. Before, trước khi gửi đi một cái sự giao hàng đó, thì nhân viên nhà kho must, phải. Ok, ở câu hỏi có từ must nữa nè em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem thêm nhân viên phải làm gì nha. Những dấu chấm sau đây là những cái việc mà nhân viên phải làm phải không em? Ba cái đầu tiên mình đã dịch qua rồi, bây giờ chúng ta dịch nhanh lại thôi ha. Cái thứ nhất, pack, đóng gói những cái mặt hàng, những cái đồ đạc á, một cách cẩn thận để mà đảm bảo rằng những cái món đồ được bảo vệ. Boxes, những cái hộp thì không nên nặng hơn 20 pounds. Sử dụng tape là băng keo để mà dán kín hết tất cả những cái viền mép của cái hộp. Số 3, put a sticker, đặt vào một cái stickers mà nó chỉ ra cái đồ đạc ở bên trong cái kiện hàng và cái ngày giao hàng ở trên mỗi cái hộp. Vậy mình loại liền câu nào vậy em? Loại câu B phải không nào? Bởi vì câu B nó nói là gì? Remove, loại bỏ cái sticker khỏi việc đóng gói. Nhưng mà chỗ này có người ta có nói loại bỏ không em? Không, người ta nói là gì đây? Put a sticker, đặt cái sticker vào, chứ không có loại bỏ nha em nha. Rồi tiếp, dấu chấm tiếp theo nè. Confirm that, xác nhận rằng á, cái thông tin ở trên cái sticker nó matches, nó khớp với lại cái thông tin ở trên cái invoice là cái hóa đơn. Rồi email, hãy email cho khách hàng về cái ngày giao hàng được mong đợi hay là được dự đoán. Và bây giờ em xem nè, có đáp án chưa? À, có đi phải không em? Đây nè, email cho khách hàng thì có nghĩa là thông báo cho khách hàng, phải không? Cái ngày giao hàng có nghĩa là ngày gì em? Ngày đến nè. Expected, được mong đợi, được dự đoán, có nghĩa là likely, là có khả năng đến đó. Ok, vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? À, câu D ha. Câu 151, what is indicated, cái điều gì được chỉ ra về Starlight Manufacturing? Vậy từ khóa chính là Starlight Manufacturing, phải không nào? Tôi đã bán trước nghe em, câu A. Nó thì well known, nổi tiếng về cái việc handling là xử lý, shipments, cái việc giao hàng, dependably. Mình có động từ depend, có nghĩa là gì em? Phụ thuộc hay là dựa vào, phải không nào? Vậy thì dependable, tính từ có nghĩa là có thể phụ thuộc hay là có thể dựa vào. Dependably là trạng từ của từ dependable thôi em. Một cách có thể phụ thuộc vào, có thể dựa vào. Một cái công ty mà nó xử lý cái việc giao hàng mà em có thể dựa vào, có thể phụ thuộc vào, thì nó xử lý tốt hay không tốt em? À tốt phải không nào? Rồi câu B nha. Nó brings, nó in cái manuals là sách hướng dẫn đó, cho tất cả những cái nhân viên luôn. Câu C, nó yêu cầu nhân viên á, là phải vượt qua được cái bài kiểm tra thể hiện hàng tháng. Câu D, nó có một cái warehouse, những cái nhà kho
ở nhiều cái địa điểm, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem Starlight Manufacturing ở đâu vậy? Ở trên cái tựa bài có, phải không nào? Nhưng mà khúc này chúng ta dò hết rồi, còn các đoạn cuối chưa dò thì em có từ Starlight Manufacturing nữa nè, phải không nào? Cùng dịch nha. Starlight Manufacturing có cái reputation, là có danh tiếng nè, cho cái việc là giao hàng reliable, đáng tin cậy. Và mình chọn được ngay là câu gì vậy em? À, câu A ha, nó thì nổi tiếng về cái việc xử lý cái việc giao hàng một cách đáng tin cậy. Và em nhớ ha, mình học thêm một từ nữa là dependably, có thể phụ thuộc vào, có thể dựa vào, có nghĩa là đáng tin cậy nha em, đáng tin cậy ha. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Đây là những cái hướng dẫn ha của cái công ty Starlight Manufacturing. Before, trước khi gửi đi một cái shipments, là một cái sự giao hàng đấy em, shipments, sự vận chuyển, sự giao hàng ha, thì cái nhân viên của warehouse là nhà kho, warehouse là nhà kho, nhân viên của nhà kho must phải pack, động từ pack có nghĩa là đóng gói đấy em, đóng gói ha, hãy đóng gói cái contents là đồ đạc ở bên trong đấy em, đồ đạc ha, đồ đạc ở bên trong, đồ đạc bên trong, hãy đóng gói những cái đồ đạc ở bên trong một cách cẩn thận để mà ensure, có nghĩa là đảm bảo ha, đảm bảo, để đảm bảo rằng á, những cái món đồ được bảo vệ. Boxes, những cái hộp á, thì không nên nặng hơn 20 pounds. Hãy sử dụng tape, là gì em, băng keo để mà seal. Mình có từ seal có nghĩa là bịt kín hay là dán kín nè, bịt kín ha. Hãy sử dụng những cái băng keo để mà bịt kín, dán kín tất cả những cái edges của cái hộp. Mình có từ edge, bỏ s đi em, là nguyên thể của nó đó. Edge là danh từ có nghĩa là cái viền hay là cái mép hay là cái cạnh ha, viền nè, mép hay là cạnh đó em, bịt kín tất cả những cái mép, cái cạnh của cái hộp, được không nào? Rồi put a sticker, hãy dán lên một cái sticker, là miếng dán đó em, mà nó indicates, có nghĩa là chỉ ra ha, chỉ ra, mà nó chỉ ra, chỉ rõ ra về cái contents, những cái đồ đạc của cái package. Package là danh từ của từ pack ở đây nè em, có nghĩa là cái gói hàng đó em, kiện hàng hay là gói hàng ha. Nó chỉ ra cái thông tin về những cái đồ đạc ở bên trong cái kiện hàng của cái kiện hàng và cái địa chỉ giao hàng ở trên mỗi cái hộp, được không nào? Confirm that, hãy xác nhận rằng những cái thông tin, những cái thông tin ở trên cái miếng dán này nè, nó matches. Động từ match có nghĩa là khớp hay ha, khớp. Cái thông tin trên cái miếng dán đó, nó khớp với lại những cái details, những cái thông tin chi tiết ở trên cái invoice, có nghĩa là hóa đơn đó em, hóa đơn ha. Rồi, chữ chánh tiếp theo, hãy email cho khách hàng từ cái ngày giao hàng được dự đoán, được mong đợi, được không nào? Rồi, cái công ty Starlight Manufacturing có một cái reputation. Mình có từ reputation, có nghĩa là danh tiếng, từ này rất là hay gặp em, danh tiếng. Công ty này có danh tiếng làm về cái việc giao hàng, vận chuyển hàng reliable, là đáng tin cậy nha em. Từ này cũng rất hay gặp luôn, đáng tin cậy, reliable. Rồi, failure to, mình có cái cụm là failure to ha, có nghĩa là không làm gì ha, không chịu làm gì hay là không làm gì. Failure to comply with có nghĩa là tuân thủ cái gì nha em, tuân thủ ha. Để cô dịch nè, nếu mà không chịu tuân thủ những cái hướng dẫn, những cái hướng dẫn này á, thì có thể result in, có nghĩa là dẫn tới em, dẫn đến hay là dẫn tới ha, có thể dẫn tới disciplinary actions. Mình có từ disciplinary có nghĩa là kỷ luật, dẫn tới những cái hình phạt kỷ luật đem, những cái hành động kỷ luật, có nghĩa là những cái hình phạt kỷ luật ha, disciplinary. Rồi, có 150 mình có từ replacement, rất hay gặp, có nghĩa là gì em? À, cái sự thay thế hay là cái món đồ thay thế đó ha. Có ai có nghĩa là hay gửi cái những cái món đồ thay thế, những cái sự thay thế cho những cái món đồ mà nó bị làm hại, làm hư. Ví dụ như là cái sản phẩm của mình trong cái quá trình vận chuyển đem mà mình giao đến cho người ta, mà trong quá trình vận chuyển thì cái hàng của mình nó bị vỡ hay gì đó, thì chúng ta bắt buộc phải gửi một cái khác để mà thay thế cái đó cho người ta ha. Câu 151 mình có từ well known for, có nghĩa là nổi tiếng về cái gì đó nha. Well known for, nổi tiếng về cái gì đó ha. Rồi mình có từ dependably, lúc nãy mình giải thích rồi phải không em, có nghĩa là đáng tin cậy luôn nha, bằng với từ reliable ở trên, đáng tin cậy ha. Vậy câu A có nghĩa là gì? Nó thì nổi tiếng về cái việc là xử lý những cái việc giao hàng một cách đáng tin cậy ha. Câu B mình có từ manuals, có nghĩa là sách hướng dẫn ha, sách hướng dẫn hay là sổ hướng dẫn, sách hay là sổ hướng dẫn đây. Ok, bài tiếp theo từ câu 152 đến câu 153. Đây là một cái đoạn chat online, một cái cuộc nói chuyện online đấy em. Câu 152, why, tại sao Mr. Quinn lại liên hệ với lại Clementec? Vậy từ khóa chính là Mr. Quinn và Clementec ha. Đáp án trước đi em, câu A, to complain, để phàn nàn về cái việc là phải replace, thay thế một cái battery, là một cái cục pin đấy em. Câu B,
They extend, kéo dài cái thời hạn bảo hành của dịch vụ. Câu C, they purchase, để mua một cái accessory là phụ kiện cho thiết bị của anh ta. Câu D, để tìm kiếm cái assistant, cái sự hỗ trợ cho một cái món đồ bị malfunctioning, là bị gặp trục trặc sự cố ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò từ khóa thử nha. Tin nhắn đầu tiên có không em? À có từ Clementine nè. Ok, rồi Mr. Queen ở đâu vậy em? À tin nhắn thứ hai phải không nào? Vậy chúng ta sẽ dò hai tin nhắn này trước nha em. Rồi cùng đọc với cô nha. Tin nhắn đầu tiên Jenny Stuffed. Mới nói là gì? Thank you, cảm ơn vì đã liên hệ đến Clementine. How can I help you? Tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay? Vậy có nghĩa là Jenny Stuffed là ai vậy em? Nhân viên tại Clementine phải không nào? Rồi Mr. Queen mới nói là gì? I can, tôi không thể có cái thiết bị đọc sách điện tử để mà được sạc. Cái từ charge là sạc pin đó em. Và tôi không chắc là phải làm gì. Vậy thì có nghĩa là gì em? À cái thiết bị đọc sách điện tử của ông ấy không có sạc được. Và ông ta không biết chắc là phải làm gì. Vậy thì ông ta liên hệ Clement Sack để làm gì em? À, để nhận được cái sự hỗ trợ. Xem ông ta cần phải làm gì trong cái trường hợp cái thiết bị này nó không sạc được. Phải không nào? Vậy theo em đáp án là câu nào? Câu A có complain, có phàn nàn gì không? Không. Câu B có kéo dài thời hạn bảo hành không? Cũng không luôn. Có mua phụ kiện không em? À cũng không có. Mà câu D đúng không nào? Câu D để tìm kiếm cái assistant, cái sự hỗ trợ cho một cái món đồ nó bị gặp trục trặc sự cố. Món đồ bị gặp trục trặc sự cố ở đây chính là cái e-reader. Và nó không thể sạc được, phải không nào? Ok. Câu 153 vào lúc 4:42 thì Mr. Queen rất có khả năng là có ý gì khi mà ông ta viết là still no luck, vẫn không may mắn. Và đáp án trước nha em, câu A, ông ta không thể follow, tuân theo, làm theo một số cái hướng dẫn. Câu B, một cái hành động, một cái việc được đề xuất, được đề nghị đã không có thành công. Câu C, cái tình huống, cái hoàn cảnh hiện tại của ông ấy thì hard, là khó mà explain, là giải thích. Câu D, đã có một cái misunderstanding, một cái sự hiểu lầm. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò tin nhắn lúc 4:42 nha em. Ở đây phải không nào? Rồi có cái câu là still no luck. Và chúng ta để hiểu được câu này, chúng ta phải đọc cái tin nhắn ở phía trước nè em. Tin nhắn phía trước là tin nhắn lúc mấy giờ? 4:37. Cái này nó hơi ngắn phải không nào? Chúng ta đọc luôn tin nhắn lúc 4:36 để cái ngữ cảnh nó dễ hiểu hơn nha em. Rồi 4:36 ông Taft mới nói là gì đây? Do you happen to have, bạn có cái cục sạc nào khác mà có sẵn hay không? If you do, nếu bạn có đó, thì bạn có thể xem cái đèn mà sạc á, nó có sáng lên khi mà bạn cắm cái thiết bị đọc sách điện tử của bạn vào hay không. Ông Kim nói là gì? Vâng, tôi sẽ thử cái cục sạc của người bạn cùng phòng của tôi. Có nghĩa là sao em? Có nghĩa là ông Taft á, đề nghị là ông ta lấy một cái cục sạc khác để mà thử xem có sạc được hay không, phải không? Thì ông Queen mới đồng ý và đi lấy cái cục sạc của người bạn cùng phòng để mà thử. Rồi sau đó một vài phút thì ông Queen nói là gì đây? Still no luck, vẫn không có may mắn. The light, cái bóng đèn á, cái đèn á, nó vẫn không có sáng lên gì cả. Có nghĩa là vẫn không sạc được đó em. Vậy theo em đáp án là câu nào? Câu A, ông ta không thể làm theo một số cái hướng dẫn. Ông ta có làm theo hướng dẫn đề xuất mà không phải ha. Rồi câu B, cái hành động được đề xuất đã không có thành công. Được phải không nào em? Hành động được đề xuất là hãy thử cái cục sạc khác, mà sau khi thử thì cũng không có sạc được luôn, phải không nào? Rồi đáp án chính xác là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Jenny Stuffed, 4:34. Cảm ơn vì đã liên hệ Clement Tech. Tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay? Mr. Queen, 4:35. Tôi không thể charge. Thường thường chúng ta thấy động từ charge có nghĩa là tính phí, phải không nào? Tính phí ha. Nhưng trong cửa cảnh này đó em thì charge có thêm một nghĩa nữa cũng rất là thường xuyên gặp luôn. Là sạc nghe em nha, sạc pin hay là sạc nguồn đó, cô dịch lại nè. Tôi không thể sạc cái e-reader, cái thiết bị đọc sách điện tử của tôi. Và tôi không biết chắc là phải làm gì. Jenny Stuffed, 4:36. Do you happen to have, mình có cụm do you happen to have bằng với lại do you have đó em. Đơn giản có nghĩa là bạn có cái gì đó không thôi. Nhưng mà do you happen to have, nó dùng cho ngữ cảnh trang trọng hơn ha, trang trọng. Khi mình thêm cái từ happen to vào, nó trang trọng hơn. Còn do you have thì dùng cho văn nói bình thường đó em, văn nói bình thường ha. Rồi vậy cô dịch lại nha. Bạn có cái charger là danh từ của cái từ charge ở trên em, là cái cục sạc ha. Bạn có cái cục sạc nào khác mà available có sẵn hay không? Nếu bạn có đó thì bạn có thể xem cái đèn sạc đó nó có sáng lên khi bạn plug in, là cắm vào đó em. Nó có sáng lên khi bạn cắm cái e-reader, cái thiết bị đọc báo điện tử vào không? Rồi Mr. Queen nói là gì đây? 4:37. Vâng, tôi sẽ try, sẽ thử cái cục sạc của người bạn cùng phòng của tôi. Sau đó 4:42, ông nói là gì em? Still no luck, vẫn không có may.
Vậy still no luck sẽ dùng trong cái ngữ cảnh là khi một người, người ta không có đạt được hay là không có làm được cái điều mà họ muốn nè. Ví dụ trong ngữ cảnh này là ông ta rất muốn là cái cục sạc nó sạc lên phải không nào, nhưng mà khi cắm vào thì sạc không có lên. Thêm một cái ví dụ nữa, ví dụ như là ngày hôm qua tôi rất là muốn mua cái vé để mà đi xem cái buổi hòa nhạc vào tối nay, but still no luck, cái vé bị bán hết rồi. Vậy thì cái chỗ này là gì em? Still no luck là không có mua được vé đó, được không nào? Thể hiện cái sự thất vọng khi mà không đạt được, không có được, không làm được cái điều mà mình muốn nghe nha. Ok, the lights, cái đèn á, không có sáng lên gì cả. Rồi, Jenny Staff, 4 giờ 43 phút, nó là gì? I see, tôi hiểu rồi. Vậy, the problem, cái vấn đề á, hẳn là đến từ cái e-reader, cái thiết bị đọc sách điện tử á. I'm going to check, tôi sẽ kiểm tra cái status là cái tình trạng nha em nha. Status là tình trạng hay là hiện trạng. Tôi sẽ kiểm tra cái tình trạng warranty là gì em? Bảo hành ha. Tình trạng bảo hành của bạn. Và xem những cái ý kiến của bạn là gì, có nghĩa là hỏi ý của bạn á ha. Rồi tôi có thể có cái số series cho cái sản phẩm được không? Có 152, mình có từ replace có nghĩa là gì em? À, thay thế, gặp rất là nhiều rồi ha, thay thế. Rồi, battery có nghĩa là pin đó em, pin ha. Rồi, vậy có ai có nghĩa là gì phàn nàn về cái việc là phải thay thế cái cục pin? Cục pin mình có từ extend là gì em? À, kéo dài ha, gặp rất nhiều luôn, kéo dài. Câu C mình có từ accessory, cũng rất hay gặp, có nghĩa là phụ kiện, được không nào? Phụ kiện ha. Câu D mình có từ seek là tìm kiếm. Assistant có nghĩa là gì em? À, sự hỗ trợ ha, sự hỗ trợ hay là sự giúp đỡ đó. Rồi, malfunctioning, mình có từ malfunction có nghĩa là gặp trục trặc hay là sự cố đó em. Những thiết bị, thường dùng cho thiết bị đó em, thiết bị, máy móc ha, gặp trục trặc, sự cố. Quý vị lại câu đi nha, tìm kiếm cái sự hỗ trợ cho một cái món đồ nó bị gặp trục trặc, sự cố, được không nào? Có 153, follow là tuân theo hay là làm theo ha? Tuân theo hoặc là làm theo. Câu ai có nghĩa là gì? Ông ta không thể tuân theo, làm theo một số cái hướng dẫn ha. Câu tiên mình có từ misunderstanding. Understanding là hiểu, misunderstanding là hiểu nhầm nha em nha, hiểu nhầm ha. Ok, bài tiếp theo từ câu 154 đến câu 155. Đây là một cái flyer, một cái tờ rơi, một cái tờ bướm quảng cáo đây em. Câu 154, cái nào thì không phải là một cái benefits, một cái lợi ích được tận hưởng bởi cái người giữ thẻ season. Có nghĩa là cái nào sau đây không phải là một lợi ích dành cho cái người mà có cái thẻ season đó em? Vậy từ khóa là từ nào? À, benefit, season pass holder, phải không? Nhưng đây là dạng câu hỏi, loại trừ. Chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án cho nhanh nhanh nha. Câu A, discounted food, thức ăn được giảm giá. Bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào có food mà có benefit hoặc là season pass holder đó nha em. À, dòng đầu tiên có từ season pass holder nè, phải không nào? Rồi cùng dịch nha. Như là một cái người mà giữ cái thẻ season á, thì hãy tận hưởng những cái perk sau. Vậy thì perk rất có khả năng là cái từ benefit đó em. À, tận hưởng những cái perk, perk gì đây? 15% giảm giá thức ăn, có không? Có, phải không nào? Giờ tiếp câu B, admission, vào cổng những cái sự kiện. Vậy từ khóa là admission và events, giờ đi em. À, ở đây phải không nào? Đây có event, xuân đọc thử nha. Miễn phí vào cổng cho những cái sự kiện cạnh tranh hàng tháng. Bị câu B có luôn. Câu C, merchandise, hàng hóa. Giveaway là tặng phẩm. Tặng phẩm có nghĩa là không có tốn tiền nên em tặng miễn phí ha. Tặng miễn phí cái mẫu hàng hóa, em dò xem có không. Merchandise ở đâu vậy em? Ở đây phải không nào? Em đọc lại xem. 15% giảm giá cho thức ăn và hàng hóa được mua tại công viên. Đâu có tặng phẩm đâu, chỉ có giảm giá thôi mà, phải không em? Vậy câu C là không có. Em dò thử câu D nha. Giảm giá cho nhóm, vậy từ khóa là từ gì em? Group, phải không nào? Giờ xem có group không em? Đây, ok, cùng đọc nha. Giảm giá phí vào cổng cho cái nhóm 4 người hoặc nhiều hơn. Vậy câu D có luôn và đáp án chắc chắn là con. À, câu C ha. Câu 155, what is offer? Cái gì thì được cung cấp cho những ai renew, gia hạn cái thẻ season trước ngày 31 tháng 10. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Renew và 31 tháng 10, phải không nào? Đáp án trước nha, câu A, gift vouchers, những cái thẻ quà tặng cho những cái doanh nghiệp địa phương. Câu B, sử dụng cái reserve lines tại những cái địa điểm thu hút của công viên nước. Rồi câu C, một cái thẻ complimentary miễn phí cho thêm một cái vị khách. Câu D, a chance, cơ hội để mà tham gia vào một cái cuộc thi raffle gì đó, phải không nào? Và bây giờ chúng ta cùng dò xem từ khóa ở đâu vậy em? À, nó nằm ở dâu cái dòng cuối cùng luôn, phải không nào? Có từ renew và có 31 tháng 10 nữa ha. Bây giờ chúng ta dịch nhanh qua câu này nha. Hãy renew, hãy gia hạn cái thẻ season hàng năm của bạn đó trước ngày 31 tháng 10 để mà receive, nhận được một cái ticket, cái vé vào cổng miễn phí cho một người bạn. Em ơi, vậy cái vé vào cổng miễn phí là câu nào vậy? À, cái vé miễn phí là câu C, phải không nào? Đây nè em. Đây ha, complimentary pass chính là free admission ticket
và cho một người bạn chính là cho một vị khách ha. Vậy chắc chắn đáp án là cô C rồi, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nhé. Cùng dịch nào. Mình có từ flyer. Flyer có nghĩa là tờ rơi hay là tờ bướm quảng cáo đây. Tờ rơi hay là tờ bướm quảng cáo ha, flyer. Rồi cùng đọc nha. Tiếp nào, water park là công viên nước đây, tên là Sunshine Valley. Đây là website của công viên nước ha. Rồi season pass. Mình có từ pass có nghĩa là thẻ hay là vé đây. Thẻ hoặc là vé ha. Season pass có nghĩa là những cái vé, những cái thẻ mà em sử dụng được nhiều lần trong một cái khoảng thời gian nhất định. Ví dụ như là thẻ theo tháng, vé theo tháng, vé theo năm đó em. Thì khi mà mua trọn khóa, trọn gói như vậy á, thì cái chi phí nó sẽ được chiết khấu xuống, nó rẻ hơn khi mà em mua từng lần sử dụng ha. Người ta gọi là season pass, vé theo tháng, vé theo năm. Rồi, cái vé season, cái thẻ season á thì bây giờ đã có sẵn rồi ha, có mặt rồi. As a season pass holder, như là một người mà có được cái thẻ season này nè, thì hãy tận hưởng những cái perk sau đây. Mình có từ perk, có nghĩa là đặc quyền hay lợi ích nha em nha. Đặc quyền hoặc lợi ích ha. Nó bằng với lại từ benefits đây, benefits ha. Perk, đặc quyền, lợi ích. Rồi, hãy tận hưởng những cái đặc quyền sau. 15% giảm giá cho thức ăn và merchandise, có nghĩa là hàng hóa ha. Hàng hóa, hàng hóa. Và hàng hóa purchase được mua tại công viên. Entrance có nghĩa là lối vào, cổng vào đây. Cổng vào ha. Giảm giá cổng vào cho cái nhóm 4 người trở lên, được không nào? Access to có nghĩa là truy cập hay là tiếp cận nha em. Tiếp cận hay là truy cập ha. Tiếp cận hoặc là truy cập. Tiếp cận truy cập những cái exclusive deals. Mình có từ deal có nghĩa là thỏa thuận đây em. Exclusive là độc quyền ha. Những cái thỏa thuận độc quyền có nghĩa là những cái thỏa thuận mà mình chỉ lấy hàng và bán hàng của một nhà cung cấp thôi, mình không được lấy hàng và bán hàng của nhà cung cấp khác. Người ta gọi là thỏa thuận độc quyền, thỏa thuận mua bán độc quyền, được không nào? Exclusive deals từ những cái doanh nghiệp địa phương ha. Free admission. Admission có nghĩa là việc vào cổng nha em, việc vào cổng ha. Free admission vào cổng miễn phí cho những cái sự kiện competitive là có tính cạnh tranh hàng tháng. Renew có nghĩa là gia hạn nha em. Renew là gia hạn ha. Gia hạn từ này cũng rất là quan trọng. Hãy gia hạn cái pass season, cái thẻ season annual hàng năm của bạn trước ngày 31 tháng 10 để mà nhận instantly, có nghĩa là nhận ngay đó em. Nhận ngay ha, instantly là ngay. Để mà nhận ngay một cái vé vào cổng miễn phí cho một cái người bạn. Có 154 mình có câu C, giveaway, có nghĩa là tặng phẩm nha em. Tặng phẩm ha, là những cái sản phẩm hàng hóa tặng miễn phí đó, tặng phẩm, giveaways. Rồi câu D mình có từ reduction là danh từ của động từ reduce em, có nghĩa là giảm ha, reduction, reduce, giảm. Câu 155 mình có từ complimentary ở câu C, có nghĩa là miễn phí nha em, miễn phí ha. Complimentary, miễn phí. Complimentary pass là vé miễn phí cho một khách hàng nè. Ok. Rồi câu D mình có từ raffle. Raffle có nghĩa là sổ số bán hàng nè. Sổ số bán hàng ha. Sổ số bán hàng, raffle. Ok. Bài tiếp theo từ câu 156 đến câu 157, đây là một cái form gì đó phải không nào? Rồi, câu 156, what is suggested, cái điều gì được nói về cái chương trình? Vậy từ khóa chính là program, tạo đáp án trước nha em, câu A. Nó sẽ giúp promote, quảng bá, quảng cáo cái phòng khám mới. Câu B, nó sẽ không có permanence là lâu dài đó em. Câu C, nó involves, bao gồm cái sự phân phát, phân phối những cái mặt hàng miễn phí. Câu D, nó thì đã rất là thành công. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem từ khóa ở đâu vậy em? À, ở trên cái tựa bài luôn phải không nào, có từ program, cùng dịch với cô nha. Một cái chương trình referral, chương trình gì đó tại cái phòng khám này nè. Rồi, recommend, hãy giới thiệu cho chúng tôi một cái khách hàng mới và cả hai bạn đều có được lợi ích. Và cái chương trình này rất có khả năng là chương trình giới thiệu khách hàng ha. Thứ nhất là 25% giảm giá cho cái chi phí cái lần đầu tiên của cái người mà bạn giới thiệu. Cái thứ hai là một cái khoản tiền là $35 sẽ được cộng vào tài khoản của bạn cho mỗi khách hàng mà bạn gửi đến, bạn giới thiệu. Ok, this offer, cái ưu đãi này nè, kéo dài cho đến ngày 1 tháng 12. Vậy khi đọc đến đây thì em thấy đáp án là câu gì vậy em? À, đáp án chính là câu B phải không nào? Có nghĩa là gì, nó không có permanence, không có lâu dài, bởi vì nó có giới hạn cái ngày cho ưu đãi này em. Ưu đãi này chỉ last, chỉ kéo dài đến 1 tháng 12 mà thôi, tức là nó không có lâu dài hay em ha. Đáp án là câu B. Câu 157, what is properly true? Cái điều gì thì có thể là đúng về Mr. Elwood? Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? Mr. Elwood ha. Đáp án trước nào, câu A. Ông ấy là một cái khách hàng lâu năm của cái phòng khám. Câu B. Ông ấy sẽ nhận được một cái voucher, một cái phiếu quà tặng for credit. Câu C. Ông ấy gần đây vừa mới có được, vừa mới mua một cái con pet, một con thú cưng. Câu D. Ông ấy có thể có được cái giảm giá cho cái dịch vụ, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem Mr. Elwood ở đâu vậy em? À, ở đây phải không nào, có từ John Elwood nè. Em xem ông ấy là ai vậy? Person, cái người mà được giới thiệu.
Ok, vậy em suy ra được liền luôn, lúc này chúng ta có dịch là gì đây? 25% giảm giá cho cái lần đầu tiên của cái người mà bạn giới thiệu. Và cái người được giới thiệu sẽ nhận được gì em? 25% giảm giá cho lần đầu tiên đến cái phòng khám này, phải không nào? Vậy thì giảm giá là câu nào vậy em? À, câu D phải không? Ông ấy sẽ nhận được giảm giá cho cái dịch vụ ha. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào, từ bài trước mình có từ program là chương trình ha, referral là giới thiệu. Vậy referral program là chương trình giới thiệu khách hàng đó em. Tiếp theo mình có từ clinic, có nghĩa là phòng khám ha. Clinic là phòng khám. Veterinary có nghĩa là thuộc về thú y đó em, thú y ha. Vậy cả từ bài có nghĩa là gì? Chương trình giới thiệu khách hàng tại một cái phòng khám thú y tên là Rofalo, phải không nào? Recommend có nghĩa là đề nghị hay là giới thiệu đó em, cho nên có nghĩa là giới thiệu ha, giới thiệu. Recommend, giới thiệu. Hãy giới thiệu cho chúng tôi một khách hàng mới, và cả hai bạn đều benefits và đều nhận được lợi ích ha. Thứ nhất là 25% giảm giá chi phí lần đầu cho cái người mà bạn refer là giới thiệu. Refer, động từ refer là giới thiệu ha. Cái thứ hai là một cái khoản tiền là $35 sẽ được cộng vào trong tài khoản của bạn cho mỗi khách hàng mà bạn gửi đến. This offer, mình có từ offer có nghĩa là ưu đãi đấy, ưu đãi ha. Cái ưu đãi này sẽ last, có nghĩa là kéo dài ha. Kéo dài, từ này cũng rất là hay gặp. Sẽ kéo dài cho đến ngày 1 tháng 12 và valid có nghĩa là có hiệu lực hay là có giá trị. Có hiệu lực hoặc là có giá trị đấy em. Và có hiệu lực cho cái dịch vụ khám regular là thông thường ha. Thông thường, bình thường đó em. Thông thường, bình thường ha. Rồi, tiếp theo. Fill, hãy điền cái thông tin ở bên dưới và đưa cái form này cho cái người mà bạn sẽ giới thiệu dịch vụ của chúng tôi. Người được refer giới thiệu là John Elwood. Tên của bạn là Ellie Paulson. Đây là địa chỉ email của bạn ha. Rồi, có 156. Câu I mình có từ promote. Promote có 3 nghĩa. Thứ nhất là thăng tiến hoặc là thúc đẩy. Thứ hai là quảng cáo, quảng bá. Và thứ ba là khuyến mãi. Cái này có nghĩa là quảng cáo, quảng bá đó em. Quảng cáo hoặc là quảng bá ha. Vậy câu A có nghĩa là gì? Nó sẽ giúp để mà quảng cáo cái phòng khám mới ha. Câu B mình có từ permanence. Permanence có nghĩa là lâu dài đấy em. Lâu dài ha. Permanence, lâu dài. Nó trái nghĩa với một cái từ cũng rất là hay gặp là từ temporary. Temporary lại có nghĩa là gì em? Tạm thời ha. Tạm thời, còn permanent là lâu dài. Vậy câu B có nghĩa là nó sẽ không có lâu dài, được không nào? Câu C mình có từ distribution, có nghĩa là sự phân phát đấy em. Sự phân phát ha. Sự phân phát. Vậy câu C có nghĩa là nó sẽ bao gồm cái sự phân phát những cái mặt hàng miễn phí ha. Bài tiếp theo từ câu 158 đến câu 161. Và đây là một cái notice, là một cái thông báo nha em. Câu 158, why, tại sao cái thông báo này được viết? Đối với dạng này chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Câu A nào, explain là để giải thích một số cái regulations, cái quy định, quy tắc mới về hành lý. Câu B, announce để mà thông báo những cái sự thay đổi taking place, diễn ra tại một cái địa điểm giao thông. Câu C, describe để miêu tả, mô tả cái sự bồi thường cho những cái sự bất tiện. Câu D, specify, chỉ ra những cái protocol, cái thủ tục hay là cái quy trình an toàn cho cái khu vực xây dựng. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò đoạn đầu của bài này thử nha em nha. Cái hãng hàng không quốc tế Midland, gọi tắt là MIA, sẽ undergo, sẽ trải qua cái sự tân trang một phần, phải không nào? Rồi tiếp luôn nha. East Terminal, cái ga phía đông của MIA sẽ đóng cửa để mà improvement là cải tiến vào tháng tới. Vì lý do này nè, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 10 thì tất cả những cái hành khách sẽ phải sử dụng cái West Terminal. Ok, naturally, dĩ nhiên là cái điều này sẽ result in, dẫn đến một số cái sự bất tiện. To ensure, để đảm bảo rằng cái chuyến đi của bạn, chuyến bay của bạn á, diễn ra smoothly, trôi chảy, êm xuôi. Trong suốt cái thời gian mà tân trang á, thì vui lòng là hãy xem những cái điểm ở phía sau, xem xét, suy xét những cái điểm ở phía sau ha. Vậy thì em ơi, cái đoạn này nó đang nói về việc gì vậy em? À, là chính là cái East Terminal, nó tân trang cải cách, phải không nào, vào tháng tới. Cho nên á, là hành khách phải chuyển sang sử dụng gì em? West Terminal, phải không? Và cái điều này nó dẫn đến một số cái bất tiện. Nhưng mà để đảm bảo cho chuyến bay á, nó được êm trôi, nó được êm xuôi á, thì hãy tuân theo những cái điểm sau, được không nào? Vậy em xem nha, đáp án là câu nào đây? Câu A, giải thích một số cái quy định mới về hành lý, có không? Không có liên quan đến quy định hành lý gì cả ha. Câu B, thông báo những cái sự thay đổi, có thay đổi không em? Có, chính là chuyển sang sử dụng West Terminal, bởi vì cái East Terminal nó tân trang, phải không? Diễn ra tại một cái địa điểm giao thông. Địa điểm giao thông ở đây chính là gì vậy em? À, chính là hãng hàng không, sân bay, phải không nào? Vậy thì câu B rất có khả năng là đáp án rồi ha. Câu C thử xem em, miêu tả cái sự bồi thường cho cái sự bất tiện. Có bồi thường gì không em? Không, người ta chỉ nói là nó sẽ dẫn đến một số cái sự bất tiện, chứ không có nói đến bồi thường gì cả, phải không? Rồi câu D, specify, chỉ ra
cái quy trình, cái thủ tục an toàn cho cái khu vực xây dựng. Nó có nói cái quy trình quy định an toàn cho khu vực xây dựng không em? Không, nó chỉ bảo là hãy xem xét những cái điểm sau nè, để mà có được một cái chuyến bay, chuyến đi nó êm đẹp, nó êm trôi, nó trôi chảy ha. Chứ đâu có thủ tục an toàn cho khu vực xây dựng đâu. Vậy đáp án chính xác nhất là câu gì vậy em? Là câu B ha. Câu 159, what is indicated? Cái điều gì được chỉ ra về Kingsway Air? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Kingsway Air, hãng hàng không Kingsway Air ha. Thường cái tên riêng nào mà có từ Air đó em là tên của hãng hàng không đó. Và đáp án trước nha, câu A. Nó gần đây đã expand, đã mở rộng cái số đường domestic là nội địa của nó. Câu B. Nó đã thực hiện một cái thỏa thuận kinh doanh cùng với Mystic Airways. Câu C. Khách hàng của nó đó thì hiện tại không có sử dụng cái counter, cái quầy F. Câu D. Flight attendants, tiếp viên hàng không của nó đó sẽ giúp issue phân phát những cái vé lên máy bay. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem từ khóa Kingsway Air ở vị trí nào vậy em? À, có phải là ở đây phải không nào? Kingsway Air, cùng đọc cái câu này nha em nha. The temporary relocations, mình có relocations có nghĩa là sự thay đổi địa điểm á. Những cái sự thay đổi địa điểm temporary tạm thời sẽ là như sau. Whitfield Aviation tại quầy D, Catskill Jet là tại quầy E. Có nghĩa là gì em? Catskill Jet là tên của một hãng hàng không nè. Whitfield cũng là tên của một hãng hàng không, phải không? Cô dịch lại chỗ này nha. Những cái sự thay đổi địa điểm á, tạm thời sẽ là như sau. Hãng hàng không Whitfield Aviation á, sẽ ở tại quầy D. Rồi Catskill Jet á, hãng hàng không này nè, sẽ chuyển sang quầy E. Và Kingsway Air sẽ chuyển sang quầy F. Có một cái đáp án là quầy F không em? Là câu nào vậy? À, câu C phải không nào? Em đọc lại câu này nha. Khách hàng của nó thì hiện tại không có sử dụng quầy F. Ok, hiện tại có sử dụng không em? Khi nào thì họ sử dụng quầy F? Khi cái việc tân trang sửa chữa nó diễn ra thì mới có chuyển địa điểm, phải không nào? À, vậy chính là khi mà cái East Terminal này nè, nó tân trang, nó cải thiện á, thì cái việc chuyển địa điểm này mới xảy ra. Vậy thì em xem cái việc mà tân trang nó xảy ra khi nào? East Terminal will be closed, sẽ đóng cửa để mà tân trang vào next month, là tháng tới nè em. Vậy thì tháng tới mới tân trang phải không? Vậy bây giờ có chuyển sang quầy F chưa? À chưa phải không nào? Vậy câu C đúng không em? Khách hàng của nó hiện tại không có sử dụng quầy F. À chính xác rồi ha. Vậy đáp án chính xác là câu C. Câu 160, according to the notice, theo những cái thông báo đó thì passengers, những cái hành khách nên làm gì nếu họ muốn mua sắm những cái mặt hàng mà miễn thuế ha, duty free miễn thuế. Rồi vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, từ khóa chính là shop duty free items, phải không nào? Đó là bán nha em nha. Câu A. Wait, chờ cho đến khi cái cửa hàng buôn bán á, nó sẵn sàng resume hoạt động của nó. Rồi câu B. Hãy ghé thăm cái website để mà browse, tìm kiếm cái sự lựa chọn cho những cái mặt hàng sản phẩm ha. Câu C. Be ready, sẵn sàng để mà present, là xuất trình những cái giấy tờ liên quan đến cái việc đi lại là chuyến bay đó em, cho cashier và cho thu ngân ha. Câu D. Pass through, đi qua cái quầy kiểm tra an ninh á, ít nhất là một tiếng trước cái giờ lên máy bay. Và bây giờ chúng ta cùng dò xem shop duty free items ở vị trí nào nha em. À, có phải là ở cái hình tam giác thứ hai phải không em? Đây này em có duty nè, duty free shop nè. Rồi bây giờ cùng dò cái chỗ này nha. Long lines, những cái hàng dài á, sẽ được dự đoán tại cái cửa hàng duty free miễn thuế. Những cái hàng dài có nghĩa là cái sự xếp hàng đó em. Những cái hàng xếp hàng dài đó sẽ được mong đợi là sẽ xảy ra tại cái cửa hàng miễn thuế của Mia, due to, bởi vì cái sự tăng lên, cái số lượng tăng lên của những cái passengers, của những cái hành khách ở West Terminal. Nếu mà bạn intend to do some shopping, nếu bạn dự định mua sắm thì hãy cố gắng pass through, đi qua cái khu vực an ninh nè, ít nhất là 60 phút trước cái giờ lên máy bay. Vậy thì nếu mà muốn mua nè em, nếu mà muốn mua sắm á, thì phải đi đâu? Phải pass through cái security area ít nhất là 60 phút trước giờ lên máy bay. Vậy đáp án chính xác là câu gì vậy em? Chắc chắn là câu gì rồi? À câu D ha. Ok, mình có những cái từ giống nhau nè em. Pass through, phải không? Rồi gì nữa? Security check là giống với từ gì? Security area, phải không? Rồi gì nữa? At least an hour, 1 giờ chính là 60 phút nè, phải không em? Rồi boarding time cũng giống ở trên này luôn ha. Vậy chắc chắn là câu D rồi, được không nào? Câu 161, in which of the position, cái vị trí nào á, được đánh dấu 1, 2, 3, 4, thì câu sau đây thuộc về. Đối với dạng này chúng ta đọc câu trong hoặc kép trước ha. Cùng đọc nào, alternatively, mặt khác hay là một cái sự lựa chọn khác á, thì nhiều hãng hàng không của chúng tôi cung cấp cái dịch vụ bán hàng in flight, là trong chuyến bay, có nghĩa là bán trên máy bay đó em. Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch những cái câu ở phía trước, những cái lỗ trống được đánh số, để xem những câu đó có liên kết với câu trong hoặc kép hay không nha. Nhưng em phải nhớ cái ý chính của câu trong hoặc kép là gì vậy em? Là cái việc bán hàng trên máy bay, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dò nha, vị trí số 1 trước. Ở đây, câu liền trước là gì vậy em? For this reason, vì lý do này,
chính là vì lý do East Terminal được tân trang đó ha. Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 10 thì tất cả passengers, hành khách sẽ phải sử dụng cái West Terminal. Rồi có liên kết không em? Không có liên kết gì cả, không có nói gì đến việc buôn bán, mua bán cả, phải không? Rồi vị trí số 2 nha. Đây, câu liền trước đi em. If your flight, nếu chuyến bay của bạn á, cùng với một cái hãng hàng không mà nó thường đặt trụ sở ở trong cái East Terminal đó, thì hãy tiến đến cái quầy làm thủ tục check-in là từ D đến G. Nó có liên quan đến việc bán hàng không em? Không có liên quan luôn. Nó đang nói đến việc là làm thủ tục check-in mà, phải không? Rồi, vị trí số 3 nha. Vị trí số 3 là ở đây. Rồi câu ở phía trước đi em. Lúc này chúng ta dịch cái đoạn này rồi, phải không? Rồi cùng dịch lại nhanh nha. Nếu mà bạn dự định mua sắm á, là mua sắm ở đâu vậy em? Ở cái quầy miễn thuế này nè, ở cái cửa hàng miễn thuế này nè, thì hãy cố gắng pass through, đi qua cái khu vực an ninh ít nhất là 1 tiếng trước giờ lên máy bay. Rồi, có liên kết không em? Cùng dịch nha. Mặt khác á, thì có nhiều hãng hàng không của chúng tôi cũng cung cấp cái dịch vụ bán hàng trong chuyến bay, có nghĩa là trên máy bay. Có liên kết không em? Rất là liên kết phải không em? Alternatively, mặt khác, một sự lựa chọn khác, có nghĩa là ở phía trước thì đang nói về việc mua ở đâu em? Cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Còn chỗ này á, là mua ở đâu? In flight, trên máy bay. Cho nên từ alternatively rất là liên kết ha. Và cả hai cái câu này cùng đang nói về cái việc bán hàng phải không nào? Vậy đáp án rất có khả năng là câu C ha. Bây giờ số 4 thử đi em, số 4 thử luôn nha. Cùng dịch nào. As, bởi vì ở cái khu vực đến ở cái West Terminal của Mir thì chỉ có 5 cái gì đó hành lý phải không nào? Và có thêm những cái chuyến bay á, thì được sắp xếp để mà chứa thêm vào. Cho nên cái quá trình xử lý hành lý á, sẽ có thể là tốn nhiều thời gian hơn, lâu hơn bình thường. Có liên quan đến việc buôn bán gì đây không em? Không có bán hàng gì đây cả phải không nào? Vậy chắc chắn đáp án là câu gì rồi? À câu C ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha. Cùng dịch nào. Airport, cái sân bay quốc tế Midland gọi tắt là MIR, sẽ undergo là trải qua nha. Trải qua ha. Undergo trải qua, sẽ trải qua cái renovations là sự tân trang ha. Sẽ trải qua cái sự tân trang một phần. Rồi, East Terminal, cái ga phía đông của Mir sẽ được đóng cửa để mà improvement là cải thiện hay là cải tiến nha. Cải thiện hay là cải tiến ha. Để mà cải thiện vào tháng tới. For this reason, vì lý do này nè, cho nên là từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 10, tất cả những cái passenger, mình có từ passenger có nghĩa là hành khách ha. Hành khách, những người mà đi tàu nè, đi máy bay nè, đi xe lửa nè, đi xe buýt nè, thì đều gọi chung là passenger, được không nào? Tất cả những hành khách sẽ phải sử dụng cái ga phía tây, naturally, có nghĩa là dĩ nhiên hay là tất nhiên nè. Dĩ nhiên, tất nhiên là cái điều này nè, sẽ result in, có nghĩa là dẫn đến ha, result in, dẫn đến. Tất nhiên là cái điều này nó sẽ dẫn đến một số cái inconvenience, là sự bất tiện. To ensure, để đảm bảo rằng á, cái chuyến đi của bạn hay là cái chuyến bay của bạn nó diễn ra smoothly, êm xuôi, thuận lợi. Trong suốt cái quá trình tân trang thì vui lòng là hãy xem xét những cái điểm ở phía sau. Thứ nhất, if nếu mà chuyến bay của bạn á, cùng với một cái hãng hàng không mà nó thường base in, có trụ sở ở trong cái East Terminal, cái ga phía đông á, thì proceed to, hãy tiến đến. Proceed to là tiến đến em. Tiến đến là tiến tới ha. Hãy tiến đến những cái quầy làm thủ tục check-in từ D cho đến G. The temporary relocations, mình có từ relocation có nghĩa là sự thay đổi địa điểm ha. Sự thay đổi địa điểm, những cái sự thay đổi địa điểm temporary có nghĩa là gì em? À, tạm thời ha, tạm thời. Những cái sự thay đổi địa điểm tạm thời đó sẽ là như sau: hãng hàng không Whitfield Aviation chuyển sang tại quầy D ha, Cascade Jet chuyển sang tại quầy E, Kingsway Air chuyển sang tại quầy D và Mystic Airway chuyển sang tại quầy G, được không nào? Long lines, những cái việc xếp hàng dài đó thì sẽ được dự đoán tại cái cửa hàng miễn thuế của Mir, due to, bởi vì cái số lượng gia tăng lên của những cái hành khách ở trong cái ga phía tây. Nếu mà bạn intend to có nghĩa là dự định nha em nha, dự định ha. Nếu mà bạn dự định á, do some shopping, mua sắm, thì hãy pass through có nghĩa là đi qua ha, đi qua, vượt qua cái security area là khu vực an ninh ít nhất là 60 phút trước cái giờ lên máy bay của bạn. Và mình có từ boarding có nghĩa là lên máy bay đấy em, boarding, lên máy bay ha, lên máy bay. Thứ ba, as the arrival area, bởi vì cái khu vực đến ở cái ga phía tây của Mir chỉ có 5 carousel. Carousel có nghĩa là băng truyền đấy em, băng truyền hành lý đó ha, băng truyền hành lý, chỉ có 5 cái băng truyền hành lý. Carousel, baggage là hành lý nè em, chỉ có 5 cái băng truyền hành lý và thêm những cái chuyến bay á thì được nạp vào,
cho nên cái quá trình xử lý hành lý có thể là mất nhiều thời gian hơn là bình thường, được không nào? Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn ha. Cooperation có nghĩa là sự hợp tác. Chúng tôi chúc bạn có một cái chuyến bay ha, chuyến đi thật là an toàn và hài lòng, được không nào? Có 158. Câu A mình có từ regulations, rất là hay gặp, có nghĩa là quy định hay là quy tắc ha. Quy định hay là quy tắc. Rồi, câu C mình có từ compensation, có nghĩa là sự bồi thường nha em. Sự bồi thường ha, compensation, sự bồi thường. Rồi, có 159 mình có từ domestic, có nghĩa là nội địa nha, nội địa ha. Nó trái nghĩa với từ quốc tế là international đó. Ok, domestic, nội địa. Câu A có nghĩa là nó gần đây đã mở rộng ra cái số lượng tuyến đường nội địa. Rồi, câu D mình có từ flight attendants, có nghĩa là tiếp viên hàng không ha. Flight attendant, tiếp viên hàng không. Rồi, lúc nãy mình có từ boarding là gì em? Lên máy bay ha. Passes là vé. Vậy thì boarding pass là vé lên máy bay, được không nào? Có 160 mình có từ resume. Resume thường mình gặp với nghĩa là cho rằng là đấy em. Cho rằng là ha. Resume, cho rằng là. Nhưng mà nó còn có nghĩa là bắt đầu lại nữa ha. Bắt đầu lại. Bắt đầu lại cái việc gì? Chỗ này có nghĩa là bắt đầu lại đấy em. Nè, A, wait, chờ cho đến khi cái cửa hàng bán hàng đó, nó sẵn sàng bắt đầu cái việc hoạt động của nó lại ha. Rồi câu B mình có từ browse, có nghĩa là tìm kiếm, nó bằng với từ search đấy em. Tìm kiếm ha, tìm kiếm. Rồi câu C mình có từ cashier, có nghĩa là thu ngân ha. Thu ngân, cashier, thu ngân. Câu 161 mình có từ alternatively, rất là hay gặp luôn em. Có nghĩa là mặt khác, mặt khác. Hoặc là sự lựa chọn khác ha, sự lựa chọn khác. Mặt khác, sự lựa chọn khác, alternatively. Ok,